Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn, và các anh chị, các em, các cô chú đã tới với kênh YouTube của Dâu Tây Văn Sang. Hôm nay thì dâu tây của mình thì đã được 25 ngày tuổi và đang cho ra hoa mọi người. Đang cho ra hoa thì nó có búp hoa đây này mọi người. Đây này. Đây này, đây là cái búp hoa của nó này. Nhìn nó rất là cứng và rất là kiểu như là nó rất là đông đặc ở trong ấy. Đấy, cho nên là nó sẽ từ từ nó lên rồi nó sẽ bung ra. Đấy, cây này thì 25 đều là 25 ngày tuổi rồi. Một số cây thì nó ra trước một tí thì nó có cái bông màu trắng trắng, mọi người thấy không? Đấy, thì nó có cái bông màu trắng trắng như vậy. Đấy, góc bên này thì nó cũng đang ra. Một số cây thì nó năm nay thì nó chết cũng nhiều mọi người. Nó chết cũng nhiều, mình dặm cũng nhiều ấy. Nhưng mà không biết năm nay thời tiết làm sao ấy mà trồng thì nó không 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 đều. Đấy. Ơi! Trồng mà nó không đều. Hôm nay thì mình tiến hành đi phân cho nó, bởi vì mình thấy hoa bói ra cũng nhiều rồi ấy, thì bây giờ mình tiến hành đi phân cho nó để cân đối cái hàm lượng dinh dưỡng. Mọi người lưu ý cực kỳ nha, vì trong giai đoạn này cây nó vừa nuôi ngó này, nó vừa nuôi 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 hoa này, thì nó sẽ cần cái phân hàm lượng cân đối. Thì mọi người có thể bón cho mình là 3 số 3 20, 3 số 16, 3 số 15 đều được nha mọi người. Thì phân này thì mình sẽ đi làm 2 lần, và mỗi lần thì cách nhau khoảng 5 ngày nha, thì cho cái hàm lượng nó cân đối và hoa nó ra ok. Sau mà khi hoa ra ok rồi ấy, thì mình sẽ tiếp tục là tăng lân lên nữa, tăng lân và tăng đạm lên nữa, đạm lân cao. Ví dụ bây giờ mình đi vẫn hàm lượng 3 số này, nhưng mà 2 lần nữa thôi là mình sẽ chuyển sang đi lân đạm cao. Ví dụ như là 20 20 10 hoặc là 20 20 15 đấy, thì mình sẽ đi phân như thế. Thì mình đây là cái kinh nghiệm của mình, thì mình chia sẻ với tất cả mọi người thôi, chứ còn không phải có vấn đề gì khác hay là cái gì khác đâu. Thì sau cái giai đoạn này á, thì là mình sẽ đi tiếp khi là cái trái nó bắt đầu nó hình thành bằng cái ngón tay này rồi á, thì mình sẽ chuẩn bị sắp sắp đổi màu rồi đấy, nó lớn đủ kích thước rồi á, thì mình sẽ chuyển sang mình đi là 15 năm 20. Đấy, thì vừa giúp cái cây của mình nó giữ được cái thể trạng là đạm là 15. Lúc đấy thì mình không cần lân nữa, thì mình sẽ hạ lân xuống là 15 năm 20 đấy. Thì là 5 lân và 20 kali. Bổ sung theo nó là mình bổ sung theo thêm combi, vi lượng và một số các cái chất trung lượng khác như man dê, kẽm rồi đó. Thì mình đi xuống dưới đất nha mọi người, để cho cái cây của mình nó đủ thể lực nuôi quả, nó nuôi được cái chùm hoa. Một chùm hoa của nó ra thì nó sẽ như thế này mọi người. Đây, mấy cây này thì nó cũng đang lên nha. Còn cái cây này thì nó bị chết thì mình trồng lại này. Đấy, còn cái bụi nó to thì nó như thế này mọi người. To nó như thế này này. Đấy, nó ra rất là nhiều ngọn luôn, thì sau này các cái ngọn này nó sẽ phát triển thành hoa. Đây, còn cái bụi bên cạnh này thì nó đang ra hoa đây mọi người. Đây. Đó, một cái hoa cái của nó đây này, rồi các cái hoa con của nó đằng sau. Thì đây gọi là cái hoa cái, hoa con. Đấy. Bên này thì nó cũng đang ra hoa đây mọi người, thấy không? Nè. Nhưng mà năm nay không biết thời tiết sao trồng nó cũng không được được đẹp lắm. Đấy, hoa ra như thế này đây, một chùm bên này, một chùm bên này đây. Đấy, thì mình chia sẻ với tất cả mọi người cái cách thức đi phân của mình là như vậy đấy. Đấy. Cây này thì khả năng không 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 thọ được. Chắc là được thời gian nữa thôi. Đấy. Khu vực này thì mình vẫn đang tiến hành lấy ngó liên tục mọi người. Lấy ngó vì giai đoạn này ngó của nó ra sẽ rất là khỏe và trồng thì nó rất là mau ra hoa. Tại vì cái ngó mẹ của nó đã ra hoa rồi á, thì là cái lấy mấy cái ngó con này trồng nhanh ra hoa lắm. Đây này, nó cũng bắt đầu có rễ lơ rồi này. Đấy, thì mình sẽ tiến hành lấy ngó rồi mình dặm, và thứ hai là mình trồng thêm cái vườn mới nữa thì mình cũng cần ngó mà. Đấy. Ngó ra thì nó cũng chỉ như thế này là hết đát rồi, chứ nó cũng chẳng có hơn đâu. Đấy, trồng sơ dừa cho nó nhanh ra đây mới được vô được tuần thì nó cũng chưa được rễ nhiều mấy. Đấy. Đấy. Đây các cái ngó con của nó đây mình cũng chưa vào kịp ấy. Thì hôm nay mình đi phân trước đã. Đấy, một số cây nó ra rồi thì như thế này. Nhưng mà mình khuyên thật mọi người không nên trồng sơ dừa mọi người, không nên trồng cái ngó bằng sơ dừa đâu. Mình trồng mình giờ vừa rồi mình nhân bằng sơ dừa thì nó dở quá. Mình nhân sơ dừa bây giờ xong rồi thôi, mình không nhân nữa, bây giờ mình nhân sang đất rồi. Mình nhân sang cái bầu đất rồi, chứ mình không có nhân cái bầu sơ dừa nó, vì nhân cái bầu sơ dừa cái cây của mình nó không được khỏe như cái bầu đất. Mặc dù cái bầu đất á, thì là
nó lâu hơn, nhưng mà bầu sơ dừa thì mình cảm thấy trồng nó không khỏe đâu mọi người, mà nó hay bị chết ngang lắm. Cho nên là mình cũng chia sẻ thật tới tất cả mọi người, thì không biết chỗ mọi người thế nào, nhưng mà riêng chỗ mình thì ở đây nó còn mọc một cây cà chua nữa này mọi người ơi. Cây này thì nhổ lên như thế này đem về trồng vẫn được nha, nhổ lên đem về trồng vẫn được, thì tí mình đem về mình trồng thử, làm cái bầu mình trồng thử. Đây này, hoa nó đang ra đây này. Đấy, thì mình khuyên thật mọi người ấy, có muốn trồng thì nó trồng cái ấy, trồng cái bầu đất nó chắc hơn. Đó. Chứ trồng sơ dừa mình thấy một lần này thôi là mình cũng cảm thấy ngộ ra được cái nhiều điều quá. Dở quá. Nói chung là lại thêm một lần sai thì lại lần sau mình lại đỡ sai hơn mọi người. Đây, hồi trước mình vô sơ dừa đây xong bây giờ mình vào đất này. Chứ không vào sơ dừa nó cái bầu đất nhìn nó vẫn chắc chắc cú hơn mọi người, nó vẫn đẹp hơn, nó vẫn khỏe hơn. Không vào sơ dừa nữa. Đây, một số cây nó ra nó to như thế này rồi đây. Ủa, cái cây đầu luống này bọn mọi người nhìn thấy không? Đây này, năm nay mình đang làm chậu bán này, nhưng mà đang làm một đống đất to. Đây, đang làm một đống đất thật to đây để vào để trộn phân để vào vào chậu đây này. Đấy. Đây, cái bụi này nó đang ra hoa này mọi người thấy không? Cái chùm cái nách hoa của nó đây này, cái hoa của nó đó. Đó đó, đúng là cái hoa của nó đó. Đấy thì cái cây đủ phân đủ ấy thì cái lá nó nhìn sẽ rất là mỡ. Bên đây là mình trồng hoàn toàn ngoài trời nhé mọi người. Mình trồng hoàn toàn ngoài trời chứ mình không có trồng trong nhà đâu. Nên mọi người cứ bảo là có mùa nó có chịu nhiệt được không thì mình khẳng định là ok, mình không chịu nhiệt làm sao cái cây nó phát triển được như thế này được. Không chịu nhiệt làm sao cái cây mà nó phát triển rồi nó đi ngó như thế này mà nó xanh mẫn như thế này được đúng không? Đấy. Thì ok, thì clip mình chia sẻ vậy thôi chứ còn phân thì để tí mình lên mình quay thêm cho mọi người một tí nha. À, thì đợt này mình sẽ đi trong kho chắc còn ba số 15, ba số 16 gì đó. Rồi 15 năm 20 phân tím. Còn nhiều bạn hỏi thuốc lắm. Đấy, mỗi nhà vườn thì người ta có một cái cách làm khác nhau, nhưng mà đối với mình thì mình chia sẻ với mọi người như thế. Đó, cách làm của mình thì mọi người có thể tham khảo và tùy biến nó theo cái vườn của mình nhé. Đây là cái phân ba số 16 này. Phân này thì là đạm 16 lân 16 kali 16 tương ứng với N này, P này, K này. Đấy, thì là thành phần của nó như thế. Thì bây giờ mình sẽ đi làm 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 5 ngày nha mọi người. Thì vườn của mình thì mỗi lần mình đi khoảng 10-15 kg phân. Cái này dâu nó to rồi á. Bữa trước dâu nó nhỏ thì mình đi 5 kg phân cho một lượt mà 3 ngày mình đi một lần. Nhưng mà bữa nay dâu to rồi thì mình đi cả 10 kg phân đến 15 kg phân cho một lượt và 5 ngày mình mới đi lại một lần. À, đây này, bữa trước mình đi phân này này. À, phân này 30 10 10 nha mọi người. Thuốc á, thì mình không giấu đâu, nhưng mà nhiều khi mình không tiện nên mình không quay. Mình không có tiện cái ở dưới vườn này mình chạy lên chạy xuống á, thì mình không quay. Thế còn mà nhiều bạn lại bảo là mình là không có chia sẻ cái mác thuốc các thứ này kia thì không phải đâu. Ai mà hỏi mình thì mình bên Zalo mình vẫn nhắn tin chụp ảnh mác thuốc các thứ là bình thường nha mọi người, chứ không có phải ấy đâu. Đây là thuốc trừ bột trừ nấm này. Đó, diconin nha. Cái này thì mình phun cho nó các cái bệnh như sương mai, thắn thư rồi đó. Thì cái này là phun phòng thì cái này. Đấy, thì còn có một cái khác nữa là cái này. Cái Anchacol nha. Các bạn nên mua hàng của Bayer thì nó sẽ đảm bảo hơn một tí so với các hàng khác. Đấy, hàng này thì nó đắt hơn các hàng khác một tẹo. Thì các bạn mua hàng này thì nó sẽ đảm bảo hơn. Rồi một gói nó vào khoảng cỡ 40.000 một gói. Đấy. Một gói này thì các bạn pha cho được nếu mà có tiền á, thì pha một bình một gói. Đấy, một bình đeo 20 lít một gói. Còn nếu mà vườn mình nó cũng ở không có bệnh mấy mà nó chỉ có lưa tha lưa thưa và nó khỏe mà mình phun phòng thôi thì mình có thể cắt đôi, có nghĩa là chia nửa. Đó, thì phun các cái bệnh như là thắn thư, đốm lá ấy, rồi sương mai các kiểu. Nó rất là nhiều bệnh, đốm vòng luôn nha. Còn một cái bệnh nữa là cái bệnh
đốm 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 nâu trên dâu tây mà nó có cái hạt đen 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 ấy, mà nó bị cả cái cây to lẫn cái cây con á, thì đây là cái đặc trị nha, Scott này, mọi người thấy không, Scott 250 EC Siganta, cái này hàng Thái Lan nha. Một chai này của nó khoảng cỡ 70.000 một chai. Một chai này mình pha cho được khoảng 50 ml này, nếu mà bệnh nặng thì mình có thể pha đậm hơn một tí là pha được 5 bình, 5 bình đeo đấy. Còn nếu mà giãn giãn ra thì mình có thể pha được 7 đến 8 bình nha, nhưng mà không phải phun một loại đó không, mình phun kết hợp Didomigol nhé mọi người. Didomigol là cái gói nào, là cái gói này nè, đây đây nha mọi người, Didomigol, mua cái đúng cái hàng này cho mình, đừng mua hàng khác, đừng nghe thằng khác nha, đúng hàng này cho mình, Didomigol mà nó có màu vàng xung quanh này nè đó, nó có chữ Didomigol 68 với WG mà mọi người lắc á, nó thấy nó y như là cái tiếng hạt nêm kêu ấy đấy, thì là đúng đúng hàng, chứ đừng có tin mấy thằng đại lý thuốc nó bán cho cũng Didomin nhưng mà nó lại không có chữ gôn rồi nó này kia kia nọ rồi hàng đểu, nói chung là hàng đểu, đừng có tin. Mọi người cứ tìm mua cái đấy là ok nhất cho mình. Xong rồi bắt đầu các bạn mua thuốc sâu nha. Thuốc sâu thì nó cũng có nhiều dạng. Đây, dạng mà sinh học. Cái này là thuốc sâu sinh học nha mọi người. Đấy. Nó là emametin bayonat đấy, 5% ấy. Đấy, thì cái này nó là hàng sinh học thì phun thì nó cũng khá là an toàn với cả bản thân mình lẫn là môi trường luôn, lẫn cả cái thời điểm mà nó mang hoa mang quả luôn thì nó an toàn và cái thời gian cách ly nó ngắn hơn. Đấy, thì mọi người chọn phun những cái này, nhưng cái này nó chỉ trị sâu tơ thôi nhá. Sâu tơ, sâu xanh, sâu cuốn lá thôi. Đấy thì vài ba cái loại sâu đấy. Còn nếu mà các bạn mắc phải những cái bệnh như phấn trắng này, đấy, rồi này kia kia nọ ấy, thì các bạn phải dùng thuốc khác nữa. Đây, còn nếu mà các bạn nhện thì các bạn có thể dùng những cái loại như thế này, Buti này, Bifan, Bifan đây này, mình quay nó không rõ được cái hoạt chất nhỉ, không thấy đâu. Nhưng mà thuốc đặc trị nhện riêng chứ đừng pha chung, đừng có tưởng là thuốc sâu là phun là tất cả các loại nhện nhé, kiểu là nó chết hết, bỏ trĩ chết hết, không phải đâu mọi người. Từng loại nó có một cái công dụng riêng, cho nên là mình có biết thì mình pha riêng như thế hoặc mình mua riêng từng loại để mình về mình phun. Đây là mình nói đối với một số các bạn làm nhiều, ví dụ như trồng khoảng vài chục chậu tới hàng trăm chậu thì các bạn nên quan tâm những cái này. Đấy, các bạn trồng ít thì các bạn có thể phun nhẹ nhẹ một cái lượt kia thôi thì nó cũng không sao hết rồi. Nhưng mà trồng nhiều thì khả năng lây lan với cả khả năng ấy là nó nhiều ấy thì nó có. Còn đây á, là cái phần mình đi trong cái giai đoạn sau nữa nha mọi người. Này. 15 đạm này, 5 lân này, 20 kali này, 3 lưu huỳnh và cộng te. Đấy thì mình sẽ đi trong cái giai đoạn sau của nó một tí nữa. Phần này, phần tím nha mọi người, còn xen kẽ đó thì mình có thể bón gốc bằng đạm amino. Đây. Mình dùng sao thì mình chia sẻ với tất cả mọi người, cũng không phải là buôn bán gì đâu, vì chỗ này mình bán cho người ta chứ không phải mình bán xa là chủ yếu đâu. Đây, amino đạm cá hữu cơ đây. Đấy, dùng cái này thì cái chất hữu cơ của nó rất là nhiều, sẽ giúp cho cái bộ rễ cũng như cho cái nền đất của mình nó khỏe. Đấy, mà nó cũng là hàng gọi hữu cơ nhiều. Đấy thì mình cũng chia sẻ đến đây đã. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, và mọi người có thắc mắc hay là có cái gì đấy cần hỏi thì mọi người có thể liên hệ với mình qua Zalo 097 257 4848 nha mọi người. Đấy thì mình xin kết thúc cái video này ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video tiếp theo nhé.